Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là bài toán rất đau đầu cho bất cứ anh em nào bắt đầu bước chân vào lĩnh vực làm video. Đó là chọn body crop hay body full frame cho người mới bắt đầu. Thì cái vấn đề này đã có rất là nhiều video trong lĩnh vực nhiếp ảnh rồi, họ nói về vấn đề này. Tuy nhiên thì lĩnh vực video chưa có nhiều. Và trong phạm trù video này mình cũng sẽ cố gắng đưa ra cho anh em những cái quan điểm để phù hợp nhất cho cái việc lựa chọn của anh em, chứ mình không áp đặt cái quan điểm cá nhân của mình lên việc là nên chọn crop hay full frame, bởi thực sự là nếu mà áp đặt thì nó sẽ mang tính chủ quan rất là lớn cho anh em trong việc quyết định chọn. Còn ở đây mình sẽ nói luôn một cái trường hợp, đó là anh em không có gì ngoài tiền ấy thì không cần nghĩ làm gì, bước ra ngoài shop, cái gì xịn nhất thì mua, cái gì xịn đắt nhất thì chơi, cứ mạnh tay mà đấm, không có việc quái thì phải nghĩ cả. Cái trường hợp đấy chúng ta bỏ qua, không nói đến ở trong cái video này. Thì mình nghĩ rằng là cái yếu tố đầu tiên ấy, khi mà chúng ta cần xét tới trong việc gọi là lựa chọn body crop hay full frame cho một người mới làm video, đó là yếu tố trình độ và kiến thức trong cái lĩnh vực đấy. Tại sao mình lại đặt cái yếu tố này lên đầu tiên mà không phải yếu tố tiền? Bởi thực sự nhá, khi mà anh em có một khoản tiền và anh em quyết định làm một cái lĩnh vực gì đấy thì ít nhất anh em phải nắm tương đối vững đã, hoặc là nắm được mức basic cái lĩnh vực đấy. Chẳng hạn như chúng ta bước vào lĩnh vực video đúng không? Chúng ta ít nhất cũng phải biết là nắm vững các thông số này, khẩu độ, tốc độ này, ISO này, nắm vững được các bố cục này, nắm vững được các cỡ cảnh này, nắm vững được các động tác máy này, rồi các cái vấn đề khác về hậu kỳ đã, thì chúng ta hẳn quyết định mua cái body gì. Chẳng hạn như mình ngày xưa hồi mới bắt đầu ấy, những năm 2013 mình mua cái body 5D Mark II chẳng hạn, xong rồi bỏ tất cả tiền vào đấy mua, xong rồi lúc về mình quay rồi các thứ, thực sự là lúc mình quay xong mình thấy sao, tại sao của mình không đẹp đến như người ta, xong n thứ không được như người ta, mà trong khi thậm chí nhiều người ta dùng cái máy nó còn kém hơn mình. Thì câu chuyện nó quay lại vấn đề gọi là trình độ. Khi chúng ta chưa đủ trình độ, chưa đủ lượng kiến thức cơ bản thì chúng ta dù có cầm cái máy xịn đến mấy, quay ra cũng không thể đẹp được, chắc chắn như thế. Đương nhiên máy đẹp sẽ giúp chúng ta có được hình ảnh tốt hơn, nhưng không có nghĩa rằng cứ máy đẹp là quay ra đẹp hay là làm ra một video đẹp. Mình nghĩ rằng cái đấy không hoàn toàn đúng. Yếu tố thứ hai nữa mình muốn nói tới, đó là cái yếu tố về mặt gọi là mục đích. Thực sự trước khi chúng ta quyết định mua một cái máy gì đấy thì chúng ta phải có một cái mục đích đã, mục đích cụ thể. Chẳng hạn giả dụ như anh em chỉ định mua về để làm quay con này, quay cái này, thi thoảng đi du lịch này, có một chiếc máy thật là gọn nhẹ này mà chất lượng quay video vẫn tốt, có đủ 4K, có đủ HD slow motion, xong rồi là vân vân. Hay là anh em là người quyết định là mua một chiếc máy để ban đầu học tập đã, xong từ chiếc máy đấy anh em kiếm tiền, xong rồi anh em tiến lên chuyên nghiệp hơn để làm nghề chẳng hạn, thì anh em nên lựa chọn cho mình một cái máy phù hợp. Chẳng hạn như ở trường hợp đầu tiên, đó là trường hợp mua chơi hay quay chơi cần gọn nhẹ du lịch, thì mình vẫn khuyên anh em mua chiếc máy đầu tiên là body crop, không nên mua full frame, bởi vì nó mang tất cả những ưu thế là gọn nhẹ này, tiện lợi và vấn đề kinh tế vừa phải. Còn nếu như anh em đang học và muốn tiến lên làm nghề và mong muốn rằng trong vòng thời hạn khoảng 1 đến 2 năm anh em không phải đổi máy, mà máy của anh em có thể đủ cái tiêu chuẩn để anh em có thể đi làm nghề ở bất cứ một cái lĩnh vực làm video cơ bản nào, thì mình nghĩ rằng anh em nên lựa chọn một cái body full frame. Tuy nhiên thì cái này nó chỉ đúng thẳng vào cái thời kỳ ngày xưa thôi. Còn bây giờ thì trong cái thời đại mà những cái máy Sony lên ngôi ấy, thì những chiếc crop như A6300 này, A6400, A6500, A6600 hoàn toàn có thể làm rất tốt công việc dịch vụ hay là quay kiếm tiền cho anh em, bên cạnh những body crop như là Sony A73, Samsung A7S II, vân vân và vân vân. Sau hai cái yếu tố kia rồi thì bây giờ chúng ta đến với cái yếu tố thứ ba. Thì cái yếu tố thứ ba mình muốn nói tới, đó là anh em sẵn sàng gọi là chi bao nhiêu tiền cho ống kính. Rất nhiều các cái bài post trên các diễn đàn, trên các group, khi mà có các bạn mới bắt đầu vào lĩnh vực này, các bạn đăng lên, các bạn muốn hỏi là bây giờ em có 20 triệu, em có 30 triệu thì anh em nên chi bao nhiêu tiền để mua một chiếc body. Thì phần lớn mọi người sẽ đều cố bảo các bạn ấy rằng là mua cố body, mua full frame đi em, đừng mua body crop vân vân và vân vân. Thông thường thì mọi người rất hay bỏ quên mất cái yếu tố là kinh phí trong cái ống kính. Thực sự đối với bản thân mình ấy, thì mình nghĩ rằng là kinh phí cho ống kính là phải chiếm một lượng tương đối lớn trong số tiền. Chứ chẳng hạn anh em không thể mua một cái body full frame nhưng chúng ta gắn len 17-50 lên đây được, giống như mình đây, anh em có thể thấy mình gắn len 17-50 chẳng hạn, 16-50 chứ của Sony được, chúng ta không thể dùng full frame mà gắn crop được. Đấy, kiểu như thế, những cái ống kính cùi chẳng hạn, như là hồi đầu tiên của mình thì là mình mua 5D2 xong mình gắn fix 50. Thực sự nó phát sinh rất nhiều vấn đề sau này khi anh em bắt đầu bước chân vào làm đã. như là này, ống kính này không phù hợp với hoàn cảnh này, ống kính này gần quá, ống kính này rộng quá, n thứ vân vân, rất là nhiều yếu tố, chất lượng hình ảnh các kiểu nữa phát sinh. Nên là thành ra là mình nghĩ rằng chẳng hạn giả dụ anh em có một cái số tiền loanh quanh, giả dụ thôi khoảng 30 triệu, anh em mong muốn mua một cái body Sony chẳng hạn, thì mình chắc chắn sẽ dành ra trong số đấy khoảng 10 đến 12 triệu để mình mua một cái ống kính đã. Số còn lại mình mới mua body và mua các phụ kiện linh tinh nữa, chứ mình sẽ không cố dồn cả số tiền đấy để lên một cái body cao hơn. Như hồi xưa khi mà mình quyết định mua một chiếc crop body của Sony chẳng hạn, như chiếc A6300 cách đây khoảng mấy năm, thì lúc đấy mình quyết định là phải mua một chiếc lens đa tiêu cự nữa và phù hợp để quay rất nhiều thứ, đó là chiếc Sony 18-105 ở đây. Đấy, thì nó là một số tiền chiếm khoảng 1/3 tổng kinh phí chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và cho một cái chất lượng tốt hơn so với việc là chúng ta cứ cố dồn tiền xong dùng một cái lens rất cùi trên một cái body full frame, thì mình nghĩ rằng rất là phí hoài cái số tiền mà anh em đầu tư lên cái body full frame đấy. Và cái yếu tố thứ tư khi anh em quyết định lựa chọn body nào, đó là cái vấn đề gọi là anh em có quay tối nhiều hay không. Thực sự là sự chênh lệch lớn nhất giữa body crop và full frame, đó là cái yếu tố gọi là khử nhiễu là một, và cái yếu tố thứ hai là độ rộng. Đấy là hai cái yếu tố mình sẽ gom chung trong cái vấn đề này. Thực sự là nếu để nói rằng body crop khử noi tệ thì không đúng nhá. Trong vài năm gần đây thì những cái body crop đã xử lý noi tốt hơn rồi, quay ISO 1600 mình nghĩ là không có gì phải phàn nàn cả. Nhưng mà nếu để so với những body full frame như chẳng hạn Sony, chẳng hạn ABS ấy, thế dòng ABS thì nó khử noi thực sự là 3000, 4000, 5000, 6000 thực sự là rất nuột và rất là tuyệt, không gì để chê trách cả. Nên là anh em cần phải cân nhắc trong hai cái trường hợp này khi mà quyết định mua crop hay full frame. Còn về độ rộng thì đương nhiên là crop sẽ bị chật hơn full frame rồi. Chúng ta sẽ không có được cái cỡ cảnh đủ rộng như là trên full frame. Chẳng hạn mình giả dụ là fix 24 trên full frame thì nó là 24. Còn trên crop thì chúng ta sẽ có góc nhìn khác đi nhá, góc nhìn chứ không phải tiêu cự khác nhá. Nó là ống kính 24 nhưng góc nhìn của khoảng 24 x 1.5 hay là nhân 1.6 gì đấy. Nó tầm khoảng 40-50 gì đấy. Mình làm toán hơi kém nên là anh em thông cảm, mình học toán hơi kém. Đấy, thì nó sẽ chật hơn rất là nhiều. Nên mình nghĩ rằng đây chính là yếu tố mà rất nhiều anh em lăn tăn khi quyết định mua body crop. Nhưng mà mình nghĩ rằng trong quay video ấy, đôi khi thì chật một tí cũng có cái hay của nó. Đấy, nên là anh em tùy vào mục đích thôi mà anh em chọn mua ở cái tiêu chí này. Và cái tiêu chí cuối cùng mình muốn nói tới ở đây, đó là tiêu chí kinh phí cho các loại thiết bị đi kèm khi chúng ta lựa chọn body để quay video. Rất nhiều anh em bỏ qua cái khâu này nữa, đó là chẳng hạn như anh em dùng cái body to hơn nhé. Chẳng hạn như mình có hai cái, một cái là A73 và mình quay với fix 24 G Master, và một cái là A6300 và 18-105. Thực sự thì giữa hai cái ống kính này ấy, và hai cái body này nó cho hai cái trọng lượng hoàn toàn khác nhau. Như chẳng hạn với chiếc A6300 thì mình có thể sử dụng với chiếc Zhiyun Crane M2 chẳng hạn. Nó rất là nhỏ gọn, mình có thể cầm đi rất nhiều nơi và kinh phí mua cái gimbal này nó cũng ít tiền hơn. Nhưng trong khi đối với chiếc A73 và fix 24 G Master chẳng hạn, mình bắt buộc phải sử dụng đến Ronin S để cân nó, và nó to, nó cồng kềnh và nó tốn tiền hơn rất là nhiều. Cùng với N thứ phụ kiện khác đi kèm full frame đắt hơn, nên là nó tốn tổng chi phí lớn hơn rất là nhiều so với một cái body crop mà chúng ta đầu tư. Vậy thì tổng kết lại rằng là chúng ta nên chọn crop hay full frame cho người mới bắt đầu. Thì nếu theo ý kiến chủ quan của mình nhé, thì mình sẽ vẫn luôn ưu tiên rằng anh em mới bắt đầu với một lượng kinh phí vừa phải và đang trong hành trình tìm kiếm đam mê với lĩnh vực này, thì anh em không nên chọn body full frame ngay, mà anh em nên mua một chiếc body crop với một chiếc ống kính thật tốt một chút. Chúng ta ra ngoài đi quay thật nhiều vào, quay thật nhiều lên, dựng thật hay đã, chúng ta nắm thật vững, xong rồi chúng ta mới bắt đầu nâng cấp lên body full frame. Lúc đấy cũng chẳng muộn vì chúng ta đã tận dụng được hết sức mạnh của nó. Còn đâu anh em đam mê công nghệ, anh em có điều kiện tài chính tốt, thì anh em hãy quất ngay cho mình full frame với những ống kính G Master của Sony chẳng hạn, nếu anh em dùng Sony, hay là Canon L-Series của Canon. Đấy, rất tốt cho anh em chất lượng hình ảnh, phải nói là miễn bàn luôn ý. Không có gì phải phàn nàn về chất lượng của các cái loại ống kính cũng như body cao cấp này cả. Thì anh em hãy chia sẻ thêm cho mình những quan điểm của anh em về cái vấn đề này bằng cách comment ở ngay dưới video nhé. Và anh em đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, nhấn biểu tượng chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau.